Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV Hơi bị trục trặc một tí xíu thôi Trong buổi sáng thứ tư ngày hôm nay ngày 17 tháng 4 2024 à, Chúng tôi có ở trên TV bình thường Miền Nam California là đài 56.10 Bắc Cali 16.11 Và ở bên Houston, Texas là đài 27.6 Cũng như là chúng tôi có ở trên mạng xã hội Facebook, Youtube Và trên Lido Sài Gòn TV.com Ngày hôm qua thì có trục trặc cho nên uh, ngày hôm qua có rất nhiều người đã hỏi rằng là ủa hôm nay tv không có uh, lên chương trình làm đài hay gì mà không thấy ở trên facebook và trên youtube thì hôm qua thì có um, trục trặc một tí xíu uh, hôm nay hy vọng rằng là quý vị đã coi được chúng tôi trong buổi sáng thứ tư ngày hôm nay rồi hy vọng là như vậy. <laughs> Tại vì thường khi mà quý vị không xem được trên YouTube hay trên Facebook thì lập tức là cái giờ đó sẽ thấy điện thoại reng in ỏi. <laughs> nhưng mà đôi khi điện thoại reng in ỏi như mọi người thì đang ngồi ở trên ví dụ như Nguyễn Trường uh, Ngọc Lan để đang ngồi trên đây hoặc là cũng không ai có thể bắt phone kịp thời hết. Um, thưa quý vị, ở tiểu bang California vừa mới đưa ra một cái dự luật họ đề nghị đó là sẽ trong tương lai á sẽ không có bỏ một cái chất mà để quý vị biết là cà phê thì đó trong đó nó có cái chất caffeine đúng caffeine, không? Đúng nó làm rồi. cho người ta tỉnh táo, nó có phần giống như là đánh thức con người ta dậy. Nhưng mà nhiều người đó họ uống cà phê nhưng mà gọi là cà phê decaf, tức là lấy cái chất caffeine, caffeine ra. ra đúng rồi. Thì để mà lấy được cái chất caffeine ra đó thì họ phải sử dụng một cái chất họ gọi là methylene chloride cái chất đó họ phải bỏ vào trong cà phê thì nó mới lấy cái chất in ra nhưng mà bây giờ nghiên cứu cho thấy rằng khi mà cái chất mà methylene chloride đã bỏ vào đó về lâu về dài nó có thể làm cho người ta bị ung thư <laughs> những cái tế bào ung thư uh, nó gây nên rồi nó phát triển vân vân thì trong tương lai người ta muốn cái dự luật này sẽ được uh, ủng hộ sẽ được thành luật để mà góp phần giúp cho cái sức khỏe của người ta mỗi ngày nó một tốt hơn bởi vì trước đây á uh, họ nói là Ờ, mỗi sáng thức dậy uống một ly cà phê vào là để giúp cho tinh thần tỉnh táo, minh mẫn để bắt đầu một ngày làm việc. Ờ, quý vị đang xem chương trình cà phê sáng mà, cho nên là à, ví dụ như Ngọc Lan hay Nguyễn Trường mỗi sáng đều cũng phải có cà phê thì mới tỉnh được và nhiều người ở trên thế giới đây là cái loại thức uống mà được nhiều người uống nhất ừ. trừ nước ngoại trừ nước là không tính ha nước là dĩ nhiên người ta phải uống rồi chỉ có những người thiểu số rất 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 là ít họ không bao giờ họ uống nước ừ. nước nước gọi là nước 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 trong nước lọc, nước lọc á, quá. là không ừ. bao giờ họ uống được họ phải uống một cái loại nước gì đó mà nó phải có hương vị thì họ mới uống được ừ. thì cà phê là một cái thức uống mà người ta phải uống uống được nhiều nhất ở trên thế giới nhưng mà có những người đó họ thích cà phê Mỗi sáng còn phải có cà phê nhưng mà trong cà phê đó nếu mà có cái chất caffeine thì ừ. dự, tự nhiên họ làm cho cái cơ thể của họ, ví dụ như là tim sẽ đập mạnh hơn rồi họ bị cái triệu chứng giống như là mình nói là bị bị xỉn, bị sai cà phê. Có ừ. những người bị như vậy cho nên họ thích ngửi cái mùi cà phê nhưng mà lại không có caffeine trong đó. Bây giờ nếu như mà cái um, dự luật này mà được thành luật á tức là loại bỏ cái chất này thì Ngọc Lan cũng chưa biết là nếu mà loại bỏ cái chất này ra thì làm sao người ta sẽ thay thế bằng cái gì để mà loại cái chất mà caffeine ra, đúng không? Tức nó vậy sử dụng một cái loại hóa chất khác. Nhưng mà nếu như thành luật thì bắt đầu từ 1 tháng 1 của năm 2027 đó thì nó mới được thực hiện, tức là vẫn phải còn cái cái gì từ dự luật cho đến thành luật nó phải có một cái thời gian để cho người ta chuẩn bị để mà người ta thực hiện. À, đó là nói về cái chuyện cà phê, hay là nói về chuyện cà phê thì nó nhiều lắm quý vị à, Chưa kể đó là có một cái bài nghiên cứu mới vừa rồi thôi Để người ta nói đến cái chuyện mà cà phê nó đã xuất hiện từ bao lâu rồi ở trên thế giới này Khi mà người ta biết đến nó, anh Nguyễn Trường nghĩ là nó bao lâu? Cà phê chắc cũng khoảng 150 năm đi 150 năm hả? Dạ, à. yeah, 600 năm sáu 600 trăm 600 năm người ta nói nó phải hơn nửa triệu uh, ừ. nửa triệu tuổi rồi tức là từ lâu rồi người ta đã biết đến cái loại cây này rồi xong rồi cái bài nghiên cứu của họ mới cho ừ. biết rằng là ở đầu tiên nó xuất phát từ cái vùng Ethiopia làm sao ừ. rồi đến khi mà cái người đầu tiên một ông Ấn Độ ông nhìn thấy cái cây đó rồi ông giống như là ăn cắp sáu cây <laughs> để mang một cách về cái quốc gia Ấn Độ rồi từ đó mới bắt đầu Ờ, nghiên cứu rồi trồng trọt ra làm sao Thì có thời gian chúng tôi sẽ nói thêm Về cái chuyện mà nguồn gốc cà phê làm sao Đến ngày hôm nay Cái loại cà phê nào mà nó nhiều nhất đủ thứ chuyện à, Nói về cà phê đó thì à, Có nhiều người cũng như là có nhiều bài viết Nói về cà phê trồn Là cà phê mắc nhất thế giới à, Là tại vì con trồn nó ăn Cái hạt cà phê đó Xong rồi vô trong bao tử của nó Có những cái chất axit Ở trong bao tử của nó đó nó sẽ làm cho hạt cái cà, hạt cà phê đó nó như thế nào đó nó tiến hóa nó biến hóa như thế nào đến hồi khi mà nó thải ra người ta mới đi rửa sạch sẽ lại rồi người ta bắt đầu người ta rang lên rồi người ta thấy nó có một cái mùi vị đặc biệt thế nhưng thế mà à, cà phê trồn trên thế giới là một trong những loại cà phê mà à, nó ít ỏi và nó nó mắc nữa cho nên à, nhiều người cũng muốn thử một lần có như thế nào thì có một lần một thôi tôi đi vào một tiệm cà phê trung nguyên ở việt nam ừ. thì khi mà tôi kêu một ly cà phê trồn nó tôi thấy cái mùi nó cũng như là cái hương vị và cái 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 cái, um, cái chất đó nó ngon thế sợ lắm nhưng mà sau đó thì không bao giờ tôi uống được lại cái mùi đó nữa là Ồ. tại vì không có nữa đây mà uống ừ. thế đi khi ra chợ đó thì thấy quá trời cà phê trồn cà phê trồn chỗ nào cũng bán cà phê trồn tôi mới mua một gói về và y hệt đó là chỉ cà phê bình thường thôi nhưng tại vì nó là hiệu trồn ờ, hiệu <laughs> nó để trên chưa? cái bao là cà phê chồn ừ. mình nghĩ rằng là âu oh, đây là cà phê trồn nè đó nhưng mà không phải cái tên cái là ừ. cái tên thôi cái hãng này nó lấy tên là trồn cho nên khi mà nói về uh, cà phê đó à. chương trình cà phê sáng lâu lâu mình nói uh, về cà phê thì thiên hình vạn trạng à. anh nguyễn trường nhắc đến cái chuyện mà cà phê trồn gặp lan nhớ uh, cũng có một năm về việt nam đi ừ. đà lạt Nhớ đến một cái chỗ đó giống như là xung quanh cái một cái tiệm rất là đẹp, một cái quán rất là đẹp mà xung quanh nó bao bọc là giống như là một cái vườn trồng cà phê à. và ở dưới cái cái giống như là cái cái tầng hầm đi là người ta nói là nuôi trồn ở dưới đó thì chỉ cho nó ăn cà phê ừ. gì vân vân. À, cũng không nhớ là uống cái cà phê trồn lúc đó nó ra làm sao nhưng mà chỉ nhớ là cái khung cảnh đó rất là đẹp. Nhưng mà nói về cà phê quý vị sẽ thấy thường á những người mà người ta uống ghiền đó họ sẽ chung thành với một cái loại nào đó họ thích Và khi uống thì họ sẽ Ví dụ như là cái lượng đường cho vô bao nhiêu Hoặc là họ uống không đường Rồi cái độ pha Mà đậm lật như thế nào Rồi xong hay là cho một cái loại sữa nào đó vô Vân vân Thường người ta sẽ uống y chang như vậy à, Nếu mà uống khác đi Thì họ sẽ thấy Ồ cái này nó nhạt hơn Cái này cái vị nó chua hơn Cái này nó đắng hơn à, Có nhiều người á, uống cà phê ông Lan nói là uống này là chè cà phê tức là ví dụ một ly cà phê như vậy họ cho vô chắc là phải gần cả chục muỗng đường rồi nhưng mà có người thì không thể nào nếu có một chút vị ngọt vô là họ không uống được rồi có người thì uống cà phê thì họ <laughs> rắc cái bột quế vô à. đúng không đủ thứ nhưng mà bây giờ càng ngày cà phê sầu riêng cà phê trà dừa. xanh cà phê dừa nói chung là thiên hình vạn trạng rồi kỳ rồi, rồi cà phê muối cà phê uh, trứng cua bà cà phê trứng vân vân nhưng mà cái tồn tại lâu nhất nó vẫn lại là, là, loại cái cà phê nguyên thủy thì nó sẽ sống lâu hơn thường à, thường đó thì nếu mà ai hỏi rằng là tôi uống cà phê nào mỗi buổi sáng đó thì tôi với quý vị nhà lúc nào cũng có một cái gói 100 100 cái gói nhỏ đó ừ. cà phê G7 Ồ. tôi thấy cái cà phê G7 là cà phê đậm đà nhất hơn là những cái loại cà phê khác tuy nhiên sau này thì nhờ có mấy cái cuộc sale Black Friday ừ. rồi những cái coupon này kia đó thì tôi mua được cái máy uh, pha cà phê mà của hãng Nespresso yep. đó cái hãng Nespresso uh, tại sao chọn cái hãng này là tại vì sau khi mà coi review coi, coi những cái đánh giá của những người mà đã uống cà phê rồi đó thì họ nói là nhiều hãng làm máy cà phê nhưng mà cái hãng Nespresso là là một trong những cái hãng uh, làm uh, pha uh, uh, nó gọi là pha trộn cà phê uh, nhân gọn lẹ mà có cái mùi vị đặc trưng của nó nhất ừ. cũng như khi mà họ bán những cái pot đó thì có nhiều cái mùi vị nó để mình lựa chọn có hazelnut có vanilla, có chocolate này kia đó cho nên tôi mua một cái máy Nespresso single thôi tức là mỗi buổi sáng làm cho một ly nhỏ thôi đó thì tôi thấy cái đó ngon nhưng mà nói về cà phê trồn đó thì tôi thấy ở đây trên eBay đang bán một hộp cà phê trồn của Trung Nguyên nè 225g là 69 đồng 99 sen Nó khác với cái gói cà phê trồn uh, 7 đồng 99 sen ở ngoài kia <laughs> Dĩ nhiên là ở đây thấy là chắc chắn là nó đậm đà hơn à, Chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mangotools 866-435-9746 Để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan Một thương hiệu đáng tin cận 888-880-8345 cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Đô Sài Gòn TV ở trước phần quảng cáo thì anh Nguyễn Trường đang nhắc đến cái máy cà phê mà uh, Nespresso đó à. thì sẵn đây Ngọc Lan cũng giới thiệu với quý vị nếu mà ai à. có ý định mà mua bởi vì uh, đây là cái máy mà Ngọc Lan xài chắc là phải cũng cả chục năm rồi đó Ui, yeah, rồi. lâu lắm rồi uh, có một cái điều đó rất là là thú vị khi mà xài cái máy này là bởi vì uh, mình thích nó là tại vì thứ nhất là nó đẹp nó đẹp ở cái chỗ á, là những cái cái pot cà phê á quý vị sẽ nhìn ở đây nè nó đủ màu sắc hết á ở dĩ nhiên khi mà mình uống lâu rồi thì mình sẽ chọn một vài cái vị mà mình thích thôi còn nhiều cái có nó có mùi thơm này mùi kia thì đôi khi mình không có thích lắm nhưng mà khi mua người ta hay có lúc người ta sẽ tặng cho nguyên một cái hộp này luôn cho đủ hết để cho giống như mình thử như vậy rồi cái cái điều quan trọng á là khi mà cái máy này mà bỏ cái hộp cà phê vô cái pot cà phê nó cũng có ba cái cỡ thường nó không nhiều hơn có loại thì nó à, chỉ có một chút xíu thôi một chấm mấy ounce thôi rồi loại hai chấm mấy rồi năm chấm mấy rồi bảy ừ. chấm mấy nó nhiều cái loại cái size khác nhau thì cái giá tiền nó cũng khác nhau trung bình khoảng một đồng mấy một cái nhưng mà khi mà quý vị để cái cái pot cà phê này vào lúc mà nó ép cái cà phê ra đó thì cái ly mình sẽ thấy đúng là Nespresso ừ. tức là mình sẽ thấy được cái form cái cái cái, cái bọt đó. cà phê ừ. đó nó sẽ nằm ở trên như thế này đó rồi cà phê ở dưới nhìn nhìn đó tự nhiên là nó giống như nó mang lại cho mình một cái cảm giác ừ. rất là uh, sảng khoái rất là thích vào mỗi buổi sáng khi mà uống rồi có khi quý vị mua nhất là nhiều khi trong Costco hay là ngay của những cái cái công ty này nó bán á thì sẽ có thêm cái cái ly này là cái ly mà để ví dụ quý vị đi mua cà phê ở tiệm mà thấy cái người ta bỏ sữa xong cái họ đánh lên nó ra giống như cái bọt xong rồi chế vô đó thì đây là cũng cái là cái máy để mà ừ. mình sẽ cho sữa vô đây xong rồi mình bật cái nút thì nó đánh lên có thể muốn nóng hay là muốn lạnh là tùy xong rồi sẽ rót như thêm này thì nếu quý vị dùng cái ly mà cái ly thủy tinh á à, cũng của Nespresso khi mình mua đôi khi họ tặng luôn thì quý vị sẽ thấy oh wow một ly cà phê rất là nhịn, rất là đã cho mỗi ngày buổi sáng thì đó đó là cái chuyện tại sao mà mua mà xài cũng rất là lâu ngọc lan xài Không, chắc phải 10 năm buổi sáng mà thấy có mùi cà phê nó, nó say rồi nó nó, nó ra cà phê mà nó thơm nhà lắm à, ngày hôm nay nói về à, cái tình trạng mà chiếm hữu ngôi nhà bất hợp pháp đó là những người gọi là squatter đó à, thưa quý vị ở bên anh bên úc bên mỹ rất nhiều những ngôi nhà mà người ta nói rằng là vì lý do nào đó ngôi nhà đó bị bỏ hoang có thể là người chủ nhà đột nhiên bị mất rồi cái nhà đó rơi vào tình trạng bị nhà băng thịt thu rồi à, nhà đó không có cái người hiện tại đứng làm chủ nữa rồi bỏ hoang như vậy thì lại có nhiều lý do thì có những người vô gia cư họ vô trong những căn nhà đó bất hợp pháp nhưng mà không có cách nào để đuổi họ ra được rất là khó khăn để đuổi họ ra thí dụ như ở bên nước anh đi ngay cả một người nổi tiếng như ông golden Ramsey là cái người đầu bếp và trong cái show uh, uh, master chef đó, đó là người nấu ăn rất là hay đó thì ông có một cái biệt thự ở bên nước anh biệt thự đó vừa là một cái nơi để mà tụ tập uống rượu nên là một cái quán bar nhỏ vậy nữa rồi cũng là cái nơi mà mà ở đó là người ta có thể ở lại được thì cái căn đó đã bị sáu người người ta vô người ta chiếm trong lúc mà ông đang để không như vậy để rao bán thì người ta vô người ta chiếm xong rồi người ta ở trong đó cảnh sát tới cũng không làm gì được luật ở bên nước anh khi mà cái tài sản của mình bị chiếm đoạt khi mà người ta vô ở bất hợp pháp như vậy đó nếu mà là khu business khu thương mại thì không có quyền đuổi người ta ra ừ. ủa sao lạ vậy không không biết tại sao có luật như vậy ở khu nhà ở người dân thường thì có thể cảnh sát tới rồi bắt đầu làm những cái thủ tục để mời người ta ra nhưng mà nước anh đó thì cái khu này nó không lại thuộc là không phải là người dân ở mà là khu thương mại khu business cho nên phải có những cái giấy phép để đuổi người ta ra vân vân những người chiếm đoạt cái cái tòa building đó đó trị giá khoảng 600 triệu đô đó thưa quý vị hay là bên nước Anh đó thì họ dứt lên một cái tấm bảng rất là lớn ngay trước cửa luôn họ ngay cửa sổ đó họ để là chúng tôi ở đây và không có ai được quyền tới để mời chúng tôi ra vì đã vi phạm luật của nước Anh Chứ đây không phải là khu nhà thường để dễ dàng đùa chúng tôi ra đâu à, mà nếu quý vị cố tình đi vào trong khu này đó chúng tôi sẽ có những hành động mà có thể là bạo lực đối với quý vị nữa họ họ cảnh cáo luôn như vậy rồi Bên nước Anh ngày hôm qua thì tòa án ở bên nước Anh nó thì cho biết rằng là họ cũng không làm gì được đối với những người mà vô chiếm cái tòa nhà đó bất hợp pháp như vậy. Nhưng mà họ cũng có sẽ có cách những cái lỗ hỏng của luật pháp để mà bắt buộc những người này phải trả lại. Còn riêng ở lại Mỹ này đó thì cái vùng lê uh, Aleta thì có một căn nhà cũng bị bỏ hoang. Nhưng mà hàng xóm chung quanh thì báo với cảnh sát rằng có một người đã tới ở căn nhà này mấy tháng nay và cái người này bắt đầu sửa lại căn nhà này, tức là họ đi sửa cái sổ lại, họ đi sửa cánh cửa ra vào lại, họ bắt đầu mua những cái vật liệu xây dựng về để mà à, sửa lại chút 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 đó, thì không 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 có, không có sửa nhiều, tại vì cái người này là một người vô gia cư không có tiền, cho nên có được bao nhiêu tiền thì ông ta đi mua từng chút từng chút về để sửa lại. Hàng xóm nói rằng là một người vô gia cư mà ở ngay trong cái khu mà chúng tôi đang ở đây đó, chúng tôi cảm thấy không có an toàn đó thì sau khi phóng viên à, liên lạc với cái nhà này họ liên lạc với cái người mà đang chiếm cái căn nhà này để ở nè thì họ mới được mời vào trong nhà để ông này ông nói rằng là mới vô coi đi tôi đang ở đây nè tôi đang tôi là một người vô gia cư sống ở ngoài đường cả chục năm nay bây giờ thấy cái nhà này bỏ hoang nó lộn trộm nó bể chỗ này nó hư chỗ kia thì không có ai chăm sóc hết thì tôi tới tôi tôi dọn dẹp và tôi chăm sóc nó để tôi ở đây nếu mà cơ quan chính quyền tới mời tôi đi tôi cũng sẽ đi nhưng mà hiện tại thì không ai mời tôi hết à, tuy chỉ có hàng xóm than phiền là người ta cảm thấy không an toàn khi mà ông này ở đây thì khi mà phóng viên vào trong nhà đó thì thấy trong nhà nó đúng là nó bỏ hoang mà nó lỗm chổm rồi nó bể tường rồi máy trần nhà thì không có cửa thì hư hết rồi thì ông này ông đang làm mua những cái vật liệu xây dựng về để ông sửa lại thì nói chung đó hiện tại nó có rất nhiều từ những căn nhà đang được rao bán, à, khi mà họ biết cái nhà đó không có người ở trong đó, họ tới họ đột nhập vô họ sửa cái ổ khóa lại, bẻ ổ khóa họ vô họ ở rồi họ đổi luôn cái cái ổ khóa của cái nhà đó, rồi rồi những căn nhà mà đang rao cho mướn nè. đó những nhà mà họ biết là không có ai hiện tại ở trong đó, thì họ đã vô để mà họ chiếm căn nhà này, cái tình trạng này nó gọi là squatter và những cái người squatter này đó phải có những cái giấy những thủ tục của tòa án rồi của cảnh sát để mà tới trục xuất họ ra và có những cái luật lệ những cái lỗ hỏng của luật pháp đó làm cho cái việc trục xuất những người này ra gặp khó khăn nữa cho nên mình thấy rõ ràng là có nhà cũng cũng không sợ sệt Vào giờ phút này nữa những người vô gia cư thì nhiều quá họ thấy căn nhà bỏ trống à, à, tối đến không có ai về đó hay gì đó họ để ý rồi thì họ có thể tới họ chiếm căn nhà đây cũng là một trong những cái trường hợp mà họ nói rằng là cái như cái ông này đó thì ông nói rằng là tôi sống vô gia cư bây giờ có căn nhà bỏ trống mà nó hư hết rồi tôi vô tôi, tôi sửa để tôi ở lại ngay ngày nào hay ngày đó cho đến khi nào mà chính quyền à, tới mời tôi đi thì tôi sẽ đi căn nhà này thì à, của chủ nhân là ông Craig Langton ông này chết vào năm 2020 và từ đó trở đi thì hàng xóm nói rằng là cũng có một nhóm người vô gia cư tới đây hoặc là một vài người vô gia cư tới đây ở tạm xong rồi đó, sau đó họ bỏ đi chứ họ không có ở lại luôn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái nhà này không có điện, không có nước thì chắc không ai ở được lâu đâu, tại vì nhà bỏ hoang mà. Khó rất là khó à. đó tại nhà đó là lý do mà ở Mỹ này nhiều người người ta sống một mình đó, ừ. cho nên là đôi khi họ sống trong căn nhà đó rồi họ mất rồi cũng không ai biết. Rồi những cái căn nhà làm như nhưng mà cái những người xung quanh họ sẽ để ý, họ sẽ lên tiếng. À, thưa quý vị cảnh sát ở vùng Sunland Los Angeles đang à, điều tra về nguyên nhân vì sao có một cái xác người bị bỏ trong cái thùng rác ở cái khu vực này xác à, này được tìm thấy cảnh sát tìm thấy vào à, sáng ngày hôm qua sáng ngày thứ hai lúc khoảng à, 10 giờ rưỡi sáng à, khi mà những người à, hàng xóm những người xung quanh đó thì khi mà hỏi thì có người nói rằng là Ờ, sáng ngày hôm thứ hai có người tự nhiên họ thấy cái thùng rác để một cách bất thường rồi họ ngửi thấy cái mùi nó nó hôi ừ. rồi có người thì nói rằng là họ ngửi cái thấy mùi đó thì họ nghĩ rằng là có thể ai đó đã vứt một cái con gì vào trong cái thùng rác rồi đẩy ừ. thì thấy là nó nặng nặng cho nên là họ gọi họ báo cho cảnh sát ờ, tuy nhiên khi mà cảnh sát tới nơi đó thì mở cái thùng rác ra rồi sau đó họ kéo ra thì ở trong đó có một cái một cái túi mà mở ra thì họ thấy là một cái xác hmm. uh, đã phân hủy rồi nhưng mà những cái chi tiết ban đầu cho thấy là đây có thể là xác của một người phụ nữ uh, cái việc này nó như thế nào nữa xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói là cảnh sát ở Los Angeles, ở khu vực mà Sunland, họ đang điều tra xem coi là tại sao có một cái xác chết được bỏ ở trong cái thùng rác. Những người dân ở quanh đây thì có người thì người ta nói là người ta đã thấy cái thùng rác này đặt ở trên giống như là một cái cạnh ở một cái khu, một cái chỗ mà giặt ủi từ hôm thứ Sáu lận. Là... Có người hàng xóm thì nói rằng là họ coi cái cái camera um, ở nhà họ đó thì họ nói tối đó thấy có một người giống như là mặc một bộ đồ đen lẫn quẩn ở đâu cái bụi cây ở gần đó thì không biết có phải là cái người đó bỏ vào hay không. Ừ. Thì họ chỉ thấy cái thùng rác rồi xong rồi nhưng mà cái người chủ của cái tiệm giặt ủi gần đó thì ông nói rằng là sáng thứ hai ông mới nhìn thấy cái thùng rác này mà lúc ông nhìn thấy đó thì cái thùng giống như là nó bị bị ngã ừ. xong rồi ông mới đến thì ông dựng nó lên thì lúc đó ông cảm giác rằng cái thùng này nó nặng và nó rất là hôi mà khi mà dựng nó lên á cảm giác trong đó nó giống như có một cái gì đó, nó lỏng bỏng nó lụp sụp lụp sụp ở trong đó thì ông nghĩ là chắc là có xác một cái con gì chết người ta luyện vào thì thế là ông mới gọi cho cảnh sát thì khi cảnh sát tới nơi đó thì họ mở cái thùng đó ra và lúc mà họ kéo ra ở trong một cái bao giống như là để đựng những cái dụng cụ mà chơi, chơi golf, góp mở ra ê, chơi đi trực Tuyết á, thì họ mở ra thì họ thấy một cái xác đã phân hủy thì bây giờ họ chưa có biết được là họ chưa xác định được danh tánh nhưng mà họ nói ở cái xác này đoán là cái xác của một phụ nữ ở trong cái độ tuổi là khoảng 30 tuổi chưa biết là tại sao ai vứt cái xác này vào đây, rồi cái người này có phải là cư dân ở quanh khu vực này hay không. Chỉ có điều là những người dân địa phương ở đó thì người ta nói là giống như họ bị uh, rúng động trước cái tin này, bởi vì cái khu vực này bao nhiêu năm qua là nơi rất là yên tĩnh, rồi nhà cửa ở đây cũng là thuộc loại uh, giống như là nhà cửa cũng khá là đắt đỏ chứ không phải là một cái khu uh, nhà nghèo vân vân thì bây giờ cảnh sát đang tìm kiếm và cũng họ cũng kêu gọi là ai có biết những cái thông tin gì đó thì cung cấp thêm cho cảnh sát nhưng mà nghĩ tưởng tượng ra mà một cái thùng rác mà khi mở ra có cái xác người trong đó thấy khủng khiếp thật luôn á chắc tôi xỉu quá <laughs> nhìn thấy xác người chết rồi nhìn thấy máu me hay gì đó là chắc tôi xỉu quá rồi ngày hôm nay thì có một câu chuyện xảy ra ở bên Ohio quý vị tiểu bang Ohio vùng này là vùng South Charleston thì cái chuyện xảy ra là ông cụ 81 tuổi đã bị truy tố tội giết người đối với lại một người Uber, một người lái xe Uber đây 61 tuổi. Thì ông cụ 81 tuổi này đã bị truy tố về cái tội giết người và ông ta đã ra tòa và nói rằng là ông không nhận tội và ông muốn điều tra thêm. Câu chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 3 vừa qua hình như 26 tháng 3 là ngày mà cái cây cầu bị sập đó, cây cầu ừ. Keystone gì đó. Nhưng mà ngày nay này là 25 tháng 3 thì ông cụ ở nhà nhận được điện thoại của một người tự gọi mình là nhân viên công lực của địa phương. Và người đó nói rằng là ông đã phạm tội này tội kia và ông bắt buộc phải đi ra qua Green Target mua một cái thẻ cào và phải đọc cái số thẻ cào đó lên hay là phải mua cái thẻ đó về rồi sẽ có người tới nhà để lấy cái thẻ đó của ông để mà ông đóng tiền phạt, không thôi thì ông sẽ bị ra tòa, bị tù này kia. Thì khi ông cụ này ông nghe thì ông, ông ông biết ngay đây là lừa đảo rồi. Thì vì ông cụ cũng nghe trên báo chí, trên đài, cũng có thể là nghe cà phê sáng nữa. không chừng đó. Thì ông biết rằng là a à, đây là những cái vụ gọi phone lừa đảo rồi kêu mình đi mua cái này, mua cái kia đó. Thì ông cụ 81 tuổi này là ông ông đã à, là à, ông ông nghĩ rằng là đây có thể là một kẻ lừa đảo gọi tới mình đây, mình phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế uh, hay là sẵn sàng cái tinh thần để mà mình trả lời cho những cái tên lừa đảo này. Thế nhưng chỉ mấy phút sau thì ông nghe tiếng gõ cửa và ông nghe tiếng gõ cửa khi ông mở ra thì có một người lái xe Uber lọt Letta, cái bà này tên là Lord Letta, 61 tuổi. Bà nói rằng là tôi là người lái xe Uber và tôi tới đây để lấy một ngón, một gói hàng từ ông. Thì ông này em nói rằng là mới gọi mới có người gọi điện thoại nói rằng là nếu mà không cào cái số đó ra thì sẽ có người tới lấy cái thẻ đó mà bây giờ lại lúng đúc đó có một người tới mà nói rằng là tới để lấy một cái gói hàng gì đó thì ông, ông nói là À như vậy là tên lừa đảo nó tới rồi ông sách xuống ra và ông hỏi ai ai là người gọi mấy người tới đây lấy đồ gì đó đó thì cái bà lò lết thà nói tôi nhận được một cú điện thoại nói rằng là tới nhà ông địa chỉ này để lấy đồ thì hai bên bắt đầu cãi nhau và ông 81 tuổi này rút súng ra và bắn bà này ba phát đạn. Ừ. Thì hai phát đầu tiên đó thì bà này chỉ bị thương thôi và bà, bà cố gắng gọi số 911 khẩn cấp. Thì khi nói chuyện với lại à, tổng đài thì bà nói rằng là tôi là người lái Uber nhận được một cú điện thoại à, tới lấy một gói hàng để đi giao tại nhà này thì tôi bị bắn. Thì sau đó ông này bắn thêm một phát nữa là phát thứ ba thì phát đó nó nặng hơn. Sau khi mà đưa vào nhà thương đó thì cái bà này chết ở trong nhà thương thì ông này đã bị bắt về tội tấn công nhưng mà cho tới ngày hôm nay đó thì ông mới bị chính thức ở tòa án truy tố là giết người khi cái người uber này không làm gì nguy hiểm tới ông hết đó phải chi cái người lái xe uber này hăm dọa ông hay là có dao có súng gì đó thì nguy hiểm tới tính mạng ông này phải tự bảo vệ nhưng mà theo giờ theo điều tra thì cái người lái xe uber này không có cái gì làm cho ông này bị nguy hiểm và ông đã dùng súng để bắn cái người này. Thế bây giờ cảnh sát còn điều tra thêm ai là người gọi phone, cái cú phone đó nó có liên hệ với nhau hay không nữa. Cái người gọi phone cho cái ông này nói rằng là ông phải đi mua gói hàng, ông phải đi mua cái thẻ này thẻ cào rồi đó hay là sẽ có người tới nhà pick up cái thẻ đó nếu mà ông không biết cào ra như thế nào. Rồi ai là người gọi cho cái người Uber này mà cho đúng cái địa chỉ nhà ông này nữa. Đó, bây giờ họ nói rằng là cảnh sát điều tra, họ nói rằng là chưa thấy có cái gì liên quan với nhau trong cái vụ này. Đó, họ nghĩ rằng là cũng có thể là một người gọi mà thôi đã làm cho cái tình trạng nó xảy ra như vậy. Cho nên hiện tại đó, cho tới ngày hôm nay thì ông cụ 81 tuổi này đã bị truy tố tại tòa về tội giết người và ông không nhận tội và ông sẽ chờ ngày ngày ra tòa kế tiếp. À, còn riêng cái bà 61 tuổi này đã qua đời đó thì uh, cảnh sát nè, rồi uh, Uber, công ty Uber nè cũng đang là có những cái cách để mà giúp đỡ cho cái cái nạn cái nạn nhân này. Wow. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì tin tức cập nhật tiếp theo liên quan đến việc mà một người một ông Việt Nam đứng ở trên cái căn chung cư rồi xả súng bắn bắn lên trời rồi bắn xung quanh tùm lum đó. Thì ông này là một người gốc Việt, tên là Victory Lộc Vinh Nguyễn. Ngày hôm qua cũng có khán giả nói là tên Victory là tên đàn ông mà Victoria là tên phụ nữ vậy đó. À, à, à. Ông này là Victory chữ y dài, Victory Lộc, Vinh Nguyễn 41 tuổi. Ngày hôm qua là ngày thứ 3 10 16 tây ông đã ra tòa lần đầu tiên. Thì một cái thái độ, một cái biểu hiện mà quý vị nhìn thấy ở trong này ra tòa mặt mày rất là cười xong rồi làm cái dấu tay giống như hình trái tim vậy đó hướng về những người đang ngồi ở bên ừ. dưới để coi xét xử không có một cái vẻ gì là sợ hãi hay là ăn năn vân à, khi mà ra tòa thì ông victory lộc vinh nguyễn này được cảnh sát cho mặc một cái áo quý vị nhìn thấy áo ở đây họ nói đây là cái áo chống tự tử ừ. và tay thì bị còng à, ông ra tòa bị rất kích rất là nhiều tội bị buộc rất là nhiều tội à, tội nào là cố ý à, giết người, là cố ý giết cảnh sát rồi những cái tội là cố ý à, giết thường dân, ừ. rồi tội tấn công bằng súng, vân vân. Nói chung là rất là nhiều cái tội mà đã được à, cáo buộc mà nếu như ông này bị nhận hết những cái tội đó đó thì cái án của ông cũng là à, đến chung thân. À, tuy nhiên ngày hôm qua thì ông từ chối hết, ông nhận bất kỳ một cái tội nào thì quý vị cũng đã biết là cái sự việc này nó xảy ra vào tối của ngày thứ bảy khi mà người khoảng 10 giờ rưỡi tối thì người dân địa phương họ gọi cảnh sát có một người đàn ông đứng ở trên nóc của một cái building bắt đầu nã súng tùm lum hết họ đếm là khoảng 30 đến 40 viên đạn ngày hôm qua thì có người nói là cả trăm viên đạn nhưng mà trong cái tin mới này thì họ nói là 30 đến 40 viên đạn rồi khi mà cảnh sát À, đi lên trên đó thì thấy ông này ông có tới bốn cái khẩu súng lực rồi à, lúc đó cảnh sát rồi lực lượng à, đặc nhiệm swat phải đưa những cái xe bọc thép đến để cho người ta nắp ở đó à, những cái cảnh tượng ở đó nó rất là khủng khiếp như ngày hôm qua nói có người phải nấp ở trong nhà tắm rồi mấy tiếng đồng hồ rồi ngày hôm qua người ta phỏng vấn thêm có người thì một cô cổ nói là lúc đó cổ nghĩ cổ chết rồi cổ phải vừa nấp cổ vừa gọi điện cho bố mẹ cổ giống như là nói cái lời trăng trăn trăng ừ. trối gì đó nếu con có thể chết ngay bất cứ lúc nào bởi vì không biết lúc nào thì viên đạn đó sẽ, sẽ lạc đến đây có nghĩa là rất là sợ hãi rồi những người cái chuyện gì nó xảy ra nữa rồi làm sao xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 sáu để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 -880 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý Đồ Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói về trường hợp của một người đàn ông gốc Việt là Victory Lộc Vinh Nguyễn, 41 tuổi ra tòa lần đầu tiên vào sáng ngày hôm qua là ngày thứ ba, 16 tháng 4. À, khi mà ông này ra tòa thì cái biểu hiện của ông hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi mà lại mặt mày cười tươi rồi làm dấu trái tim hướng về những người đang coi xét xử vân vân. Cảnh sát thì buộc tội ông rất là nhiều, bên biện lý buộc tội ông rất là nhiều. Nói là người ta tỏ ra là căm phẫn với những cái hành động của ông này. À, tự dưng rồi đứng bắn súng, chỉa bắn tùm lum hết khiến cho người dân ở trong cái khu vực đó người ta rất là hoảng sợ. À, có người giống như hồi nãy Ngọc Lan nói, một cô gái cô phải vừa giống như là gọi điện thoại mà FaceTime với bố mẹ của mình để nói cái lời chia tay trăng trối bởi vì cô nói cô không biết lúc nào cô sẽ chết ừ. bởi vì cái tên nó đứng nó bắn gần 3 tiếng đồng hồ như vậy rồi có lúc thì người ta khi mà uh, tiếng súng im thì người ta lại sợ hơn là lúc có tiếng súng bởi vì họ nói không biết nó có rời khỏi chỗ đó rồi nó có đang đi vào trong sân nhà mình hay không cảnh sát á cuối cùng thì nói là rất là may mắn là phía cảnh sát đã không nổ một phát súng nào hết ừ. nhưng mà bằng cách nào để cho cái tên này nó bị bắt mà cảnh sát không phải tốn một viên đạn rồi cũng không có ai bị thương đó là một cái điều người ta cảm thấy là may mắn ở trong vụ này tuy nhiên cũng đang có một cái ý kiến cho rằng cái việc mà hai ngày trước khi xảy ra cái vụ nổ súng này thì những người hàng xóm đó họ đã thấy tên này vác những cây súng về nhà lúc đó họ đã gọi cho cảnh sát nói rằng là không biết cái ông này có bị tâm thần hay không hay là ông này có ý định tự tử hay không mà thấy ổng vác súng về nhà thì lúc đó đó cảnh sát lại nói rằng là những người mà có ý định tự tử thì không phải là phạm pháp ừ. cho nên cảnh sát cũng không làm gì được à, những người này họ đâu có cái quyền gì để họ đến để họ khám xét nhà hoặc là họ đến hỏi tại sao lại mang súng bởi vì cali hay là nhiều nơi khác thì người ta có quyền mua súng nếu như họ có giấy phép thì cảnh sát không có thể đường đột như vậy, vì bây giờ hàng xóm nhìn thấy lo lắng nhưng mà chỉ báo thôi. Ừ. Rồi nói rằng từ cái việc này đó cho nên hàng xóm đã sợ rồi. Thì quả thực hai ngày sau khi mà nhìn thấy cái tên này mang súng vào nhà thì nó lên lầu nó bắn như thế, nó lên trên sân thượng nó bắn. Bây giờ người ta nói cái tiền mà tại ngoại hậu tra cho tên này hôm trước thì ấn định là 2 triệu đô la. Nhưng mà cái trong cái phiên tòa ngày hôm qua đó thì cái tiền ấn định đã lên đến là 5 triệu 275 ngàn đô la. Ừ. Nâng cái mức đó lên. Và những người dân ở trong khu vực đó họ nói là họ không có muốn cái người này trở về cái khu xóm này ở. À. Họ sẽ rất là sợ nếu như tên này bằng cái cách nào đó có thể là uh, nhờ người beo ra đóng cái tiền mà tại ngoại để nó về nhà thì người ta sợ thì có lẽ như vậy nâng cái mức tiền đó lên để khó mà có thể có người Đúng rồi. Uh, bảo lãnh cho ra được dạ. bây giờ thì đang chờ đến uh, uh, cái phiên tòa tiếp theo nó sẽ diễn ra không phải là ngày hôm nay mà họ chưa có nói là phiên tòa đó sẽ diễn ra vào ngày nào uh, tuy nhiên cũng đang kêu gọi là mọi người ai có biết ông này hay là ai có tin tức gì liên quan đến vụ này thì có thể gọi cho cảnh sát ngọc lan đang nói về là victory hay là Victoria. Victoria, Victory, vì, à, Victory Lộc giết liền nhau. À, victory Lộc. Victory Lộc <laughs> Nguyễn. Rồi. Nói lộn tên như vậy là sẽ bị kiện đó, Tại vì tôi cái vị cái trường hợp này xảy ra ở bên nước Úc quý vị nha, ở bên nước Úc mới đây thôi. Thì cảnh sát nhận được tin uh, cho biết rằng là một người đã dùng dao đi vào một khu thương mại Westfield ở bên Úc và đã đâm chết 6 người và làm 12 người bị thương. Chuyện xảy ra vào ngày 13 tháng 4. Thế nhưng mới đây thì một người có tên là Benjamin Cohen, 41 tuổi, đã đâm đơn kiện đài TV ở đó, đài Seven News, đài số 7 Seven News. Nói rằng là đài này đã nêu tên tôi là nghi phạm trong vụ tấn công này mặc dù tôi không phải. Đó. Thì bản tin cho thấy là cái đài này trong lúc người đọc tin tức đã nói ông Benjamin Cohen 40 tuổi đã uh, mặc cái áo của đội uh, bóng uh, kangaroo và đã vô trong cái uh, trung tâm thương mại này đâm chết 6 người, 12 người bị thương và đã bị bắt. Nhưng mà sau đó trên YouTube cũng đăng y hệt như vậy. Ông Benjamin Cohen này, ông nói, ủa tôi đang đi học ở cái giờ đó, ngày đó tại trường đại học làm sao mà tôi lại là, là, là người đi đâm mấy người kia thế thì vài ngày sau đó sau khi cảnh sát bắt và nhận diện cũng như là danh tính của cái người đó đó thì cái người đó là người khác joey couchin bốn mươi tuổi mà hai người này có hai khuôn mặt rất là giống nhau à, thế là đài tv đó sau khi mà có cái hình rồi người ta nhận diện khuôn mặt như thế nào đó người ta lại lấy cái tên là benjamin cohen là người thủ phạm đâm người này kia thế thì ông này ngày ông ông này tới cho ông, ông Benjamin này tới ngày hôm nay ông nói là tôi chẳng nhận được lời xin lỗi gì hết cho nên tôi đâm đơn kiện tại TV vì đã nói tên sai cái kẻ nghi phạm mà đi đâm người ngày 13 tháng 4 vừa qua người bị bắt là Joe e. Cauchin còn tôi là Benjamin gì đó à, sinh viên đại học vân vân thế thì Ngọc Lan để ý đó Victoria với lại Victory là coi chừng là bị kiện vì cái tội gọi là nói victory, tên không đúng victory mà y dài chứ Victor. phải là y ngắn à, victory lộc dài. vinh huyễn ừ. à, sẵn anh trường đang nói về cái chuyện mà lộn tên thì đây cũng là một cái điều mà khốn khổ cho rất là nhiều người khi đi làm giấy tờ oh. một cái câu chuyện ở việt nam đây là không phải là trường hợp đầu tiên nhưng mà nó là mới cho nên người ta lại một lần nữa nhắc nhở quý vị khi mà làm giấy tờ không phải chỉ ở, ở việt nam đâu ở mỹ cũng vậy quý vị phải nhìn xem những người đó người ta viết cái tên mình có đúng hay không ở trong trường hợp này là một người đàn ông do cái chuyện mà nhà cửa của cha mẹ ông mất rồi để lại rồi ừ. bây giờ ông muốn đi để làm những cái hồ sơ giấy tờ thì khi mà đi xác nhận như vậy đó bố mẹ ông mất hết rồi thì ông đưa ra tờ giấy thì mẹ của ông hồi xưa giờ đó ông biết tên mẹ ông là tên điểm dấu hỏi À, Nhưng mà bây giờ đưa ra đi xác minh thì người ta nhìn người ta nói ủa à, cái người này là tên điểm dấu ngã. Bây giờ không phải là người đây là không phải là cái người thân nhân của ông để mà họ oh. có thể họ làm giấy tờ cho ông bởi vì hai cái đó khác nhau. Ừ. Thế là ông nói bây giờ làm sao thế là đi đi tìm để sửa cái tên. Bây giờ á giấy ở trong ngân hàng ví dụ như những cái tài khoản của mẹ ông để lại mà bây giờ ở trong đó thì để tên là điểm mà dấu ngã, rồi giấy tờ của ông á ừ. thì điểm là dấu hỏi. Rồi bây giờ người ta đòi hỏi là ok, bây giờ đi đem cái giấy chứng tử đến, đem cái khai sanh đến. Thì bây giờ cái giấy khai sanh á mà ngày xưa mẹ ông ông sanh ông ra rồi khai thì cái chữ điểm đó là dấu hỏi. Rồi xong rồi, khi mà nói bây giờ như vậy thì bây giờ ông đưa cái giấy chứng tử, cái lúc mà mẹ ông mất á ừ. ở phường người ta cấp cái giấy chứng tử, đưa ra thì ông nói cái giấy chứng tử đó cái bản gốc ông mất rồi bây giờ đi lên phường tìm thì khi mà đi lên đó người ta lục ra thì cái giấy chứng tử lại là dấu ngã tức oh. là giấy khai sanh của ông tên mẹ em là dấu hỏi mà lúc mẹ ông chết cái giấy chứng tử cái mà còn lưu lại trên phường thì dấu ngã thì bây giờ người ta người ta nói rằng là trong cái chữ điểm của tiếng việt á không có cái chữ nào mà dấu ngã hết á uh, uh. nhưng mà ở phường nói cái chuyện đó không cần biết chỉ biết rằng bây giờ hai cái chữ này không giống nhau bây giờ cái lỗi ví dụ như là lỗi là của nhân viên ở phường xã thì bây giờ họ không có công nhận bởi vì nó đã lên như vậy rồi mà không chỉ ở đây còn một loại vài cái giấy tờ nữa cũng liên quan đến một người này nhưng mà cũng dấu hỏi dấu ngã bây giờ không biết làm cách nào bên này chỉ qua bên kia chỉ lại thì bây giờ cái ông mà coi như là đứng đầu của cái chuyện mà phụ trách về những cái hệ thống giấy tờ này Ông nói thôi thì bây giờ á, ông ông này là ông Nguyễn Triều Lưu là trưởng phòng hộ tịch thuộc Sở Tư pháp ở Sài Gòn thì ông nói do cái chữ điểm á, là nó không có ở trong cái cái tự điển của tiếng Việt thì bây giờ sẽ giúp để, để điều chỉnh cái tên của người này lại thành điểm là dấu hỏi. Nhưng mà nói là nói như vậy nhưng mà sẽ từ đây cho đến lúc mà điều chỉnh hết á, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian thì quý vị sẽ thấy cái trường hợp này nó không phải xảy ra chỉ với một người như vậy đâu mà nó nhiều lắm đôi khi mình đi làm giấy tờ cái mình quên mình ừ. quên để ý rằng là ở bây giờ nhất là nhất là cái tên tiếng việt của mình á đôi khi giấy tờ ở đây nè họ gửi về ví dụ như cái chữ họ nguyễn đi đôi khi họ viết lộn giữa chữ uh, y chữ y, y dài trước là chữ rồi, rồi chữ u sâu hay ừ. là chữ u trước nó như nhìn cái nó, nó cứ nhầm lẫn như vậy đôi khi mình lướt qua mình không để ý đến lúc mà đụng chuyện nhất là những cái mà liên quan đến tài chánh hoặc là gì đó thì nó phiền vô cùng cho nên quý vị cẩn thận quý vị Ở trong thời gian qua nhiều người gặp những cái trục trặc này mà dở khóc dở cười luôn xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. trở lại với cà phê sáng thưa với quý vị tình hình trên thế giới thì ngày hôm qua đọc được rất nhiều những cái bản tin cho thấy rằng là ở bên Dubai à, ở bên tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đó đã hứng chịu một cái trận mưa mà người ta nói rằng là trận mưa lịch sử đã xóa đi hết tất cả những dữ liệu về mưa ở ngay tại Dubai tức là từ năm 1949 tới nay đó thì họ có những cái dữ liệu về những cái cơn mưa đây là một cái đất nước nằm ở ngoài sa mạc mà ở ngoài sa mạc thì ít khi thấy có mưa lắm rất nhiều người bình luận ở trên những cái trang mạng xã hội và nói rằng là tôi đã sống ở đây 3 năm, 2 năm, 10 năm, 8 năm gì ghi đó. Một năm chỉ mưa có một vài lần thôi mà chỉ là những cơn mưa nhỏ chứ không phải là trận mưa lớn cho nên họ nói rằng là ít khi thấy mưa. Thế nhưng ngày hôm qua đó thì ao ao ở trên tất cả những cái trang về tin tức đều nói là trong 10 tiếng đồng hồ của ngày thứ hai giờ địa phương thì một trận mưa nó xuất hiện và mưa suốt 10 tiếng đồng hồ như vậy cái lượng nước nó bằng 2 năm cộng lại mưa ở đó bằng 2 năm tức là nước lên tới 7 inch nước mưa và họ nói rằng là vì đây là đất nước sa mạc cho nên những cái hạ tầng cơ sở của họ đã xây dựng không có cái gì mà để ngăn ngừa mưa hết À, họ chỉ sợ bão cát thôi họ chỉ sợ những cái trận bão cát hay là cái gì đó Ngoài trừ là các trường hợp mưa cho nên đây là trận mưa lịch sử ở dubai và trung tâm thương mại phi trường cơ quan chính phủ trường học đều phải tuyên bố đóng cửa là vì ông ngoài đường người ta là không còn thấy một cái đường đi nào hết ngoài nước đó à, là bao nhiêu triệu chiếc siêu xe ở đó là chìm trong biển nước đó, đó cho nên thưa quý vị mà đây là một cái thành phố mà nhiều người trên thế giới tới đây du lịch mà phi trường ngày hôm qua là thành sông rồi cho nên không có chuyến bay bay đi và không có chuyến bay hạ cánh được đều phải đi qua những cái nơi khác hết cho nên ngày hôm qua đóng là một ngày gọi là người ta điều tra đó thì người ta nói rằng là có thể là do những chiếc phi cơ nhỏ đã bay trên bầu trời để thả những cái chất ra để tạo mây tạo mây để làm ra mưa tại vì họ bên đó họ thèm khát mưa thì họ có những cái phương pháp phương cách khoa học không phải là lập đàn cầu mưa mà họ dùng máy bay bay lên trời thả những cái như là những cái uh, chất hóa học để tạo mây ra để mà mang mưa xuống thì có thể là họ thả những cái chất đó nhiều quá đó là đang đang điều tra thôi là có phải như vậy hay không uh, báo chí nói rằng là có 6 hay 7 những chiếc phi cơ bay ở trên trời thả những chất hóa học ra để làm ra mây và cũng có thể à, người ta nói nhiều hơn đó đó là về vấn đề biến đổi khí hậu đã làm cho thời tiết đã thay đổi bây giờ mưa một cái là mưa dữ dội như vậy và qua những cái tấm hình thì thôi với quý vị đây là xa lộ nè xa lộ mà thành nơi đậu xe cho những chiếc xe nó bị bị bị, bị ướt như vậy đây là những cái tấm hình cho thấy là quá trời ngập lụt đó ở bên đường bay ô đây là siêu xe luôn nha BMW nè và họ phải đẩy xe bên trong nước như vậy đó rồi những cái khách à, khách sạn nè rồi phi trường nè rồi những trung tâm thương mại mua sắm biết bao nhiêu là những chiếc xe mắc tiền những cái cửa hàng gọi là thời trang nổi tiếng trong ở trong thu thương mại trong cái mall nha là ngập nước hết luôn và cái hầm đậu xe ở đó là sao không còn chỗ nào để thoát ra được hết đó là hồi trước tới giờ họ không nghĩ rằng là có mưa như vậy họ nói rằng đây là trận mưa mà lớn nhất trong lịch sử mà xóa hết những dữ liệu về mưa mà họ có có nghĩa là 75 năm qua đây là cái mưa mà mang lại lượng nước ghê gớm như vậy. Cho nên à, ngày hôm nay đó ngày thứ tư ở bên à, Dubai đó thì họ đang cố gắng cố gắng à, thoát nước đi nè hay là làm cách nào đó để làm khô ráo trường khô ráo những cái shopping center, trường học phi trường trở lại để mà có cái nhịp sống hàng ngày trở lại chứ không thôi thì họ nói rằng là bây giờ không ai ra đường vì nước mà không không đi đâu được hết cũng vì nước. Thưa quý vị uh, tin tức cho biết là bố mẹ của một cô bé 11 tuổi vừa mới nộp đơn để mà kiện cái uh, tập đoàn Meritage. Đây là một cái tập đoàn mà họ làm chủ đến 380 cái cửa hàng uh, bán Wendy taco cho uh, morning Pale và ten taco trên khắp 16 tiểu bang ừ. kiện đòi bồi thường số tiền lên đến 20 triệu đô la Lý do là họ nói uh, con gái của họ, cô bé 11 tuổi này đang là một uh, đứa bé khỏe mạnh, nhưng mà chỉ mới sau một cái uh, nó khỏe mạnh, nó chơi thể thao, nó cái gì nó cũng giỏi hết, nhưng mà cuộc đời nó đã thay đổi sau cái chuyến mà đi đến uh, Michigan vào tháng 8 của năm 2022, xong rồi ghé vào một cái tiệm Wendy's, ừ. ăn cái hamburger, ăn uh, mấy miếng uh, gà chiên và khoai tây chiên ngay sau đó nó về thì cô bé này đã bị gọi là nhiễm khuẩn E.coli à, bị tiêu chảy rồi bị à, ói mửa nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó nghiêm trọng hơn là cô này lại bị à, tăng cái chất ure trong máu dẫn đến là thận của cô bị à, suy à, xong rồi bị à, liệt bên nửa người rồi à, biến chứng qua bên à, bên gan nói chung là rất là nhiều thì sau khi mà nằm và giống như là phòng cấp cứu một tuần lễ thì ở nằm bệnh viện một tuần rồi xong rồi cô được đưa qua bên chỗ mà giống như hồi phục á, rehab ba tuần lễ nữa và cô về nhà trong cũng trong cái tình trạng và không phải là hoàn toàn là khỏe mạnh về nhà sau một tháng thì bố mẹ cô nói rằng là cô bé này sống sót được á đó là giống như là một cái phép màu nhiệm thì họ khi mà họ đi tìm hiểu thì họ nói rằng là cô bé này do ăn cái 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 phần ăn ở cái tiệm đó cho nên oh. cô mới gặp phải cái vấn đề mà liên quan đến những cái chuyện mà nó kéo theo như vậy à, nói là trước khi mà à, chuyện này xảy ra thì cô Lan là một cô bé học lớp 5 thì lúc đó đó trình độ đọc của cô này là của một học sinh lớp 6 ừ. nhưng mà sau một năm bị bệnh thì bây giờ đang là một học sinh lớp 6 thì trình độ mà đọc hiểu của cô bé chỉ còn là của một đứa lớp 4 mà thôi. Ừ. Có nghĩa là nó nó kéo tuột theo như vậy rồi bị bị ảo giác rồi đôi lúc tự dưng là bị bất tỉnh vân vân. À, gia đình cô đi tìm hiểu, mướn luật sư đi tìm hiểu thì mới nói rằng là họ không thể tưởng tượng được rằng là cái tiệm Wendy's mà ở Michigan lúc mà họ vào họ ăn đó, họ không hề biết cái chuyện đó là cái tiệm đó trước đó nó vừa mới bị đóng cửa bởi vì cái tình trạng mà giống như là cái um, nơi mà xuống kiểm tra về Mất vệ sinh, yeah, uh, về uh, đồ ăn thức uống đó thì trong tiệm đó thức ăn nó cũng bị nhiễm khuẩn, rồi cái tường đồ trong nhà nó bị ẩm mốc, oh. rồi có nước chảy ở trong sàn nhà, nói chung là điều kiện vệ sinh ở đó rất là tồi tệ, cho nên là từ ngày 27 tháng 7 là tiệm đó bị yêu cầu là phải đóng cửa để mà sửa sang dọn dẹp, link up đồ hết thì cái tiệm đó mở cửa đầu tháng 8 là đúng ngay cái ngày mà gia đình cô bé này đi du lịch đến đó và ghé vào cái tiệm đó ăn, rồi họ nói thêm rằng là họ không thể tưởng tượng được là theo cái báo cáo của thanh tra về cái sở vệ sinh ở đó đó thì thớt nè, rồi những cái đồ ăn bị để dưới đất nè, rồi nhân viên làm việc không có mang bao tay nè, rồi nhiều cái cho nên khiến mọi người bị bị nhiều cái rủi ro về về sức khỏe rồi chưa kể họ nói rằng là uh, sau đó đó thì nhiều người dân ở, ở cái vùng mà Michigan này cũng đã làm đơn kiện cái tiệm này là bởi vì họ ăn những cái phần ăn mà trong đó có cái rau uh, rau díp, tiếng việt kêu là rau gì không biết uh, ở trong uh, những cái phần ăn này á ừ. thì họ bị nhiễm cái khuẩn E. coli luật sư cô này nói rằng là cô bé này không hề ăn cái món rau đó ừ nhưng mà cô vẫn bị nhiễm khuẩn tức là ở đây đồ ăn thức uống nó bị lây nhiễm chéo, à, có đúng nghĩa đúng là tình trạng nó còn tệ hơn nữa. Ừ. Đợi thì bây giờ là cái số tiền mà đòi bồi thường 20 triệu đô la đó, đây là một cái số tiền rất là lớn là bởi vì họ nói rằng cái tương lai cô bé này bắt đầu trở nên mờ mịt, cô không có cái khả năng giống như là những đứa trẻ khác để có thể tự học hành rồi tìm việc làm ở trong tương ừ. lai thì đó là một cái cảnh báo mà họ muốn đưa ra để nhắc nhở chung, có nghĩa là số tiền họ biết rằng là họ đòi bồi thường nhiều nhưng mà vừa là để có thể là bảo đảm được cho cái đời sống của cô bé này trong tương lai cũng như là một bài học cho nguyên một cái hệ thống cái công ty thức ăn này mà tới 380 tiệm trên 16 tiểu bang. À, phía bên cái công ty này thì họ chưa có trả lời bất kỳ một cái gì hết. Họ nói rằng ok, chúng tôi sẽ chờ đợi luật sư nhưng mà đụng đến chuyện thì sẽ thấy rất là kinh khủng đưa ra đủ thứ cái bằng chứng nhưng mà bây giờ làm sao để chứng minh được rằng là cái chuyện ăn đó nó đã ảnh hưởng đến ừ. như vậy chỉ là một cái hamburger một cái gói khoai tây và những cái miếng gà thôi đúng rồi ha đi ăn mà gặp cái chuyện này thì coi như là không biết làm sao xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy một bốn chín tám năm chín 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 chín. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ bảy một bốn tám chín bảy sáu một không không. trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay thì thưa với cái vị à, à, tôi mới vừa mới thấy được cái tin đó là cua lột ở Việt Nam đang được bán với giá rẻ mạt à, tại sao à, tại vì họ nói rằng là à, qua những cái trang mạng xã hội mà mới tôi cũng mới thấy ở ngoài à, ở đây ở Mỹ ở ngay xa mình cũng có người mới vừa mới đăng bán cua lột với giá rất là rẻ thì mình nói Ủa tại sao cái tình trạng cua lột hiện nay nó đang lan tràn khắp nơi mà đọc cái bài này mới biết hiểu rằng là hiện nay ngoài nước Việt Nam là nơi có nhiều cua lột được rao bán hoặc là ở nước kế bên là nước Thái Lan đi thì hiện tại đang có một dòng cua lột mà trên hộp ghi là xuất xứ từ Myanmar và nhập cảng vào Việt Nam mà giá chỉ rẻ bằng 1 phần 3 giá cua lột của Việt Nam thôi tức là 200 ngàn cho tới 300 ngàn Việt Nam mình có thể mua được một ký cua lột mà nó tùy theo cái trọng lượng mình có thể nó là 8 con hoặc 10 con hoặc 12 con nếu mà 12 con thì dĩ nhiên nó nhỏ hơn mà 8 con thì nó rất là to thì um, mới thấy rằng là ở bên Việt Nam đang rộ lên có nghĩa là người ta tìm kiếm mua ở trên mạng cái này không bán ngoài chợ chỉ bán trên mạng thôi tức là những người trên mạng người ta không biết nhập hàng từ đâu và có những cái hộp cua mà được ghi là sản xuất từ Myanmar và họ bán với giá bằng 1 phần 3 giá của Việt Nam và tôi mới thấy một cái post ở trên Facebook ở ngay tại Bonsa mình thì bán một hộp đó là khoảng 10 con hoặc là 12 con cua lột Myanmar luôn mà chỉ có 40 đô thôi. À, mua về tha hồ chiên. Ngọc Lan biết làm cua lột không? Tức là cua lột chiên bơ hả? Đúng Như là một món nó lột... một thôi à? Đúng rồi, thường họ chiên hay là à. họ lấy họ nữa, uh, chiên xong rồi nấu bún riêu cũng... Uh, bún riêu, <laughs> bún cua gì đó họ bỏ vô. À. à. Ôi, rồi bây giờ có một cái bản tin khác nó vui vui cuối ngày ngày hôm nay ngày thứ tư thưa với quý vị đó là nhờ đi coi bói mà một bà ở Michigan trúng sổ số, số 500.000 đô la. Cái bà này đó là bà ở tiểu ở tiểu bang ở ở quận hạt Genesee County đó, ở bên như là Michigan. Trên đường đi làm về mỗi ngày, bà đều ghé vô một cái tiệm quen để mà mua tờ vé số cào đó vé số cào mà không bao giờ trúng thế thì hôm đó cũng trên đường đi làm về bà ghé vào một cái tiệm khác lần đầu tiên bà ghé vào một cái tiệm khác cũng trên đường đi bà mua một tờ vé số cào kết vào trong bóp rồi đi thẳng tới chỗ mà có cái người đọc coi bói đó. đó thì khi mà vô coi bói này nè ông thầy bói nhìn mặt bà nói mặt bà hôm nay có vẻ sáng sủa tươi tánh hẳn ra tôi nghĩ rằng là bà có thể trúng số trong nay mai với một số tiền cũng tương đối lớn à bạn bạn nghe vậy thôi thì đi coi bói mà quý vị thầy bói nói như sao đó mình chỉ hy vọng là nó trúng hoặc hy vọng nó sai thì bà này bà nói ra là nếu mà tôi trúng số đó thì hy vọng tôi trúng lớn à, thế thì sau khi tối hôm đó đi về nhà bà cào tờ vé số ra cào tờ vé số ra thì không phải là trúng 50 đồng trúng 500 đồng mà là 500 trăm ngàn đồng tờ vé số Thế thì ngày hôm nay bà đăng cái câu chuyện này lên bà nói rằng là quý vị mà đi làm về đó cũng có thể hẹn với lại người coi bói là trên đường mà sau khi mình mua tờ vé số cách vào bóp rồi đó mình cũng đi thể thể đi coi bói coi mặt mình nó có sáng sủa ra hay không nó có tươi tắn hay không không biết là bà này có chia cho cái ông này thầy bói này mà ít tiền hay không nhưng mà sau khi mà được các đài báo phỏng vấn thì bà nói rằng là bà sẽ trả nợ dứt cái căn nhà cũng như là cái xe, rồi sau đó dùng một số tiền để đi du lịch. Cũng như là đầu tư vô để kiếm lời. 500 ngàn mà ở Michigan chắc là đủ sống chứ. Sống sống thoải mái hay là sống đầy đủ, vừa đủ. Dạ, trời ơi, 500 ngàn mua cái nhà như chơi, trả à, pay off hết luôn. Ừ. Yeah. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình chính trị Việt Nam. Ngày hôm qua trong phần tin buổi sáng, thì Ngọc Lan đã nói khi mà ông chủ tịch tập đoàn Thuận An là ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt vào ngày 15 tây tháng 4 lúc mà bên người phát ngôn của Bộ Công an công bố như vậy thì người ta cũng đã có những cái tin đồn thổi nói rằng một trong tứ trụ triều đình tức là những người đứng đầu của chính phủ Việt Nam đó sẽ có một người sắp sửa lung lay vừa rồi thì là ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kỳ này là ai thì ngày hôm nay trên những cái trang tin mà có một cái điều rất là lạ khi mà những người này sắp sửa bị cái gì đó là những trang này là họ là đi trước à. nói rằng là ngày hôm nay ở việt nam đó là ông vương đình huệ tức là chủ tịch quốc hội vừa mới làm đơn xin từ chức ừ. thì đây là một cái tin chấn động bởi vì quý vị hình dung uh, trong bộ tứ thì có tổng bí thư uh, rồi có ông thủ tướng rồi chủ tịch nước chủ tịch quốc hội thì bây giờ bốn người ông chủ tịch nước thì đã vừa mới bị bãi nhiệm rồi cách đây mới có tháng rồi ừ. bây giờ đến phiên ông vương đình huệ là chủ tịch uh, quốc hội nói rằng là đã đàm đơn tư nhiệm ngày hôm nay đàm đơn từ chức thì chúng ta sẽ xem công một vài ngày tới nữa cái chuyện gì nó sẽ xảy ra nhưng mà giống như là cái vụ mà ông uh, chủ tịch tập đoàn nguyễn duy hương chủ tịch tập đoàn thuận an vừa bị bắt đó Mặc dù cái tin chính thức lên là vào ngày 15 tháng 4 ừ. thì công an, Bộ công an mới ra cái tin đó, nhưng mà từ ngày 8 tháng 4 thì những cái trang giống như cái trang tin mà Ngọc Lan vừa mới nói là họ đã đăng lên rồi. Ừ. Đó là ông đó đã bị câu lưu và họ bên phía của ông Bộ trưởng công an Tô Lâm, họ làm những cái việc này rất là cái kiểu giống như là lợi dụng thời cơ và đánh úp ngay lúc ông Vương Đình Huệ vừa đi Trung Quốc ừ. là ở nhà là câu lưu hết. Và cái tin đó cũng như là giữ kín hết. Đến khi ngày 15 tây tháng 4, ông Vương Đình Huệ vừa mới từ Trung Quốc đã trở về rồi. Thì cái tin đó mới tung ra thì là đã bắt rồi. Ừ. Thì tương tự như vậy, những tay chân uh, của những người này nó tại sao? Uh, bởi vì nói là ông Vương Đình Huệ này nếu mà xét về cái mức độ mà tham nhũng hoặc là uh, những cái... Uh, ăn hối lộ rất là nhiều cái tội hơn ông võ văn thưởng rất nhiều ừ. ông võ văn thưởng thì rồi được xem là đã là một trong những thành phần cũng cũng khá là sạch sẽ ở trong những cái kẻ mà quan quyền nhưng mà ông này thì hơn và đó cho thấy được một cái sự tranh chấp đấu đá nội bộ rất là khủng khiếp ở trong chính trị ở việt nam và nếu như trong một vài ngày nữa mà cái tin này chính thức được công bố thì quả thật sẽ làm cho người ta cảm thấy là bị rúng động bởi vì vừa rồi riêng cái ông chủ tịch nước võ văn thưởng vừa mới bãi nhiệm bị bãi nhiệm thì thế giới cũng đã bình luận rất là nhiều mà bây giờ đến cái ông thứ hai nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra để thấy rằng là Ồ, oh, những cái phe phái đấu đá làm sao Và trong những ngày qua thì người ta lại nhắc đến Cái tên của ông Trương Tấn Sang Cái người cũng chủ tịch nước đã đã về rồi Bây giờ tại sao lại có cái sự manh nha xuất hiện trở lại Thì mình lại phải chờ xem 12 con dê bị đánh cắp trong một cái nông trại ở Ontario Ontario là ở vùng gần cái vùng sông Bình Đa Hồ đó Riverside đó thưa quý vị Thì một chủ gia đình cái đây là gia đình nha làm chủ một cái nông trại nuôi dê và họ cho biết rằng là vào sáng sớm thứ hai à, không biết là khoảng mấy giờ 2 giờ cho đến 4 giờ sáng đó thì nhóm kẻ trộm mà không biết là bao nhiêu người đã cắt hàng rào và đột nhập vô nông trại và đi ăn cắp 12 con dê trong đó có 7 con dê đang mang bầu hai con dê vừa mới đẻ xong và hai con dê khác nữa thì đã đẻ trước đó một hai tiếng đồng hồ trong vòng 24 tiếng gì đó thì và có ba con dê con nữa thì họ nói rằng là cho tới giờ phút này tới chiều tức là sáng sớm thứ hai bị mất mà cho tới chiều tối thứ ba hôm qua đó vẫn chưa tìm được họ đang nhờ cảnh sát giúp đỡ để tìm ra cho được những kẻ nào đã đi ăn cắp những con dê này và những con dê vừa mới sanh dê con xong đó thì đang cần những cái sự trợ giúp về thuốc men này kia cho những con dê vừa mới sanh xong riêng những con dê con thì à, ba con dê con đó thì họ nói rằng là à, cần được uống sữa và cần được tiêm chủng này kia để cho nó khỏi bị bệnh khi vừa nó vừa sanh ra cho nên à, đây cũng là một cái thắc mắc là tại sao người ta lại đi ăn trộm dê nhỉ mà chắc phải có cái xe gì nó to mới chở được những con dê tại vì 12 con dê lệnh mà rồi, yeah. rồi 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 những con dê này làm sao mà khước lúc mà mình lùa nó đi ra đó nó không có kêu la gì hết mà cho đến khi sáng dậy thì người chủ mới thấy rằng là cái nông trại của mình bị cắt cái hàng rào và bị ăn cắp tới 12 con dê cũng chưa biết cũng chưa biết <laughs> Đây luôn. là những à. con dê như thế nào ừ. à, người ta bắt về để người ta làm thịt đó hả không à, biết nữa làm thịt đó hay là để bán nó lại cho những cái nông trại nào đó phải không có hệ lắm ha à, không biết được <laughs> cái tin những con dê của anh nguyễn trực okay. à, xin mời quý vị những bản tin liên quan đến tình hình chính trị việt nam thì sẽ được chúng tôi trình bày ở trong cái phần mà tin nổi bật Quý vị có thể đón xem vì, vì những cái tin này thì bị chặn ở Việt Nam nhất là qua Facebook Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai Xin kính chào quý vị